Anh Mết từng nói đơ quen hết gái ba miền. Gì má? Ẩu vậy em trai. Em trai nói vậy chết đơ. Ẩu vậy em trai. Vô. Ôi bạn này, ơi da, bạn này bạn nữ hả? Hả? Ê, bạn này bạn nữ đúng không? Bà mấy lợi trách này. Chắc bậy bạ rồi. Nhìn tên thì nghi như nữ lắm nha. Mấy cái may này là hay kiểu tên. Hồi trước tôi có nói chuyện với bạn kia, bạn tên Vân. Tên Vân á, Vân VAN á. Cái bạn đó đặt tên May giống vậy nè. May là gì? May là May trên trời, May trên trời. May trên trời tiếng Trung là Vân, ta đặt là May. Là bạn đó tên Vân, mình nó đặt May. Tên ý nghĩa hết sức. Ơ chạy. Ơ né. Ừ. Chào nãy, hơi non nha. Quy xịa đâu mà quy. Rồi không vui nha. Không thanh đẩy sớm không? Thanh đẩy cái thiêu đốt chứ. Thanh đẩy cái tôi làm gì? Nó còn thiêu đốt mà, nãy thiêu đốt tôi thanh đẩy thấy không? Trời. Người ta tính tới đâu luôn á. Ông tính 1 tôi tính 10 rồi. Sao mà qua mặt được tôi hả? Qua mặt được tôi được ông nó cũng phải dữ lắm á. Ui da. Về bảo yêu tôi sao tôi yêu tất cả mọi người, tôi yêu tất cả mọi người nhé. Hai tôi cũng yêu cả, nhưng mà tôi yêu tôi nhất. Trời ơi, chơi bảy mấy binh thì kiểu còn xài chiêu mấy cái chiêu đó chúng ta được, chứ chơi 8 binh xài chúng hơi khó á. Thiệt á, kiểu chơi bên kia binh hơi cao á, né hơi cùi thôi. À lát rồi. Hay quá vậy. À chết rồi. Ok. Hôm bữa cũng có hả? Ôi ôi. Tôi kiểu dễ tin người á, ta nói sao tôi nghe vậy. Tôi thấy. Ủa, nó chửi. Nó chửi. Nha, bạn May này, bạn bánh tấp hả? Bạn bánh e đi, bánh e cho mạnh bạn. Đúng rồi. Đừng đánh, đừng chửi nữa. Đánh đi, tôi đánh cho. Thì đỡ mà. Các bạn chơi lộn ngoài cái CD mà cứ chửi. Mấy thằng đó. Kim Cương. À, em chửi anh hả? Anh là Kim. Má, chửi Kim Cương kìa. Mà Bạch Kim chửi. Bắt em mà, ủa. Đang coi stream mà. Tập trung chơi, đừng coi stream nữa. Đang coi stream mà. Bạn này bạn chơi mà bạn nghe mình nói nữa. Sao bạn tập trung được? Kiểu không chơi nghe mình nói là nó không tập trung được rồi. Bây giờ đang vừa chơi vừa nghe mình nói, nó sao tập trung nói. Em mà thằng này quá. Có gì đâu mà mệt. Ai cũng đến lúc thấy thôi, gì đâu mà mệt. Ơi. Ây da. Giờ bạn nó làm gì vậy? Gì vậy má xem Facebook nữa má lẹo ha, má tao bi. Ok em muốn hỏi thì em hỏi, anh hỏi giùm em thôi nha, chứ anh hỏi cho anh ha, nên đừng nói ha. Bài sub ơi, đưa hỏi anh là nữ hay nam? Viewer vì sao em phải khóc, có đang đê buồn đâu. Support comment nãy giờ người yêu em anh ơi. Aya anh xin lỗi. Viewer hỏi sao phải anh. Trời ơi cái quần què giấy dây mít thì chết, ông sập thì áp ca. Nó xuống đây đờ kìa, cứu cứu xuống đây kìa, đang trong bụi á, cứu trời ơi. Mấy ông chửi, mấy mình chửi tục quá à. Sao quýnh được trời. Nó kìa anh, nó kìa anh. Anh biết phải làm sao bây giờ, không lẽ anh chạy em biết anh ký đầu nữa. Biết phải làm sao bây giờ, tội anh. Xem chạy em ơi, chạy em ơi, chạy em ơi, chạy đi, chạy đi. Bỏ đi chết á. Xiao cho men 2k3. Ôi da, nó lắp gì cũng hụt nữa không? Gỡ. Rồi nó cưng hai. Giờ xuống đánh vậy. Chết tiệt. Hai cái ông này. Cà phang hết nè. Dễ. Anh em nào chưa follow cho tôi xin follow nha. Hay chưa? Nghe kìa, bình tĩnh.